chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong thế giới của Naruto, có rất ít sinh vật đáng sợ hơn vĩ thú và Jinchuriki của chúng. Trong khi các gia tộc khác nhau có lòng tự trọng cao và khả năng mạnh mẽ, độc đáo, thì Jinchuriki lại ở một đẳng cấp khác. Rốt cuộc, họ được liên kết với những con quái vật cổ đại, cho họ khả năng sử dụng được chakra và khả năng của vĩ thú tương ứng, nhưng đôi khi lại chịu sự chi phối bởi chính vĩ thú của mình, lo tức giận dữ dội và lòng thù hận. Đằng sau tất cả bí ẩn và nỗi sợ hãi của họ, Jinchuriki chỉ là những ninja mạnh mẽ với những sinh vật thậm chí còn mạnh hơn bên trong họ. Một Jinchuriki mạnh mẽ cũng quan trọng để có thể làm chủ một con thú mạnh mẽ. Có rất nhiều Jinchuriki trong thế giới Naruto, nhưng chỉ có một số người có sức mạnh kinh khủng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Hôm nay, hãy cùng mình đến với top 10 Jinchuriki trong Naruto và ai sẽ là Jinchuriki mạnh nhất nhé. Đặc biệt, đây là phần 2 chứ không phải là phần 1. Thứ 5, Minato, người cha của Uzumaki Naruto. Minato cũng được xếp vào danh sách này. Trước khi chết, Minato đã chia cửu vĩ thành hai nửa âm và dương, một nửa âm của Kurama phong ấn đạo minh, còn một nửa dương thì phong ấn trong Naruto. Khi Minato được hồi sinh trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư, anh đã thuần phục được vĩ thú đang phong ấn trong mình và do đó cũng trở thành một Jinchuriki hoàn hảo. Ngay cả khi không có cửu vĩ, Minato đã là một trong những nhân vật mạnh nhất từng tồn tại. Điều này thể hiện rõ từ việc anh là Hokage đệ tứ của làng lá. Là một Jinchuriki, Minato đã mạnh hơn ở một mức độ đáng kể, đến mức anh thậm chí có thể chiến đấu chống lại những kẻ mang sức mạnh lục đạo như Madara và Obito. Thứ tư, Obito. Obito Uchiha phát động chiến tranh thế giới ninja lần thứ tư với mục đích trở thành Jinchuriki của thập vĩ và thực hiện kế hoạch nguyệt nhã lên toàn thế giới. Có thể nói rằng Obito đã thành công một phần trong nhiệm vụ này, vì khi kết thúc chiến tranh, anh đã trở thành Jinchuriki của thập vĩ. Không quá khó khăn để tưởng tượng rằng Obito là nhân vật mạnh nhất trong truyện vào thời điểm đó. Anh ta có thể tự mình chiến đấu với toàn bộ liên minh Shinobi, ngay cả Hashirama cũng nói rằng Obito mạnh hơn cả mình. Cuối cùng, anh đã thua liên minh nhẫn giả, nhưng lý do cho điều đó là một phần trong Obito muốn đặt niềm tin vào Naruto và lý tưởng của mình. Thực ra thì ai nói chuyện với Naruto, sau khi nói chuyện một lúc được Naruto thông não cho thì tự thua và sẽ giác ngộ ra thôi. Thứ ba, Madara. Sau khi phong ấn thập vĩ vào cơ thể, Madara ngay lập tức có được quyền kiểm soát hoàn toàn vĩ thú và sức mạnh của ông, được ghi nhận là mạnh hơn cả Obito. Như vậy, chỉ có Shinobi sử dụng tất cả bát môn hoặc chakra lục đạo mới có thể đánh được với ông ta. Với sự biến đổi này, Madara tạo ra những quả bóng ở phía sau ông ta bao gồm 5 nguyên tố tự nhiên và âm dương độn. Ông ta có thể sử dụng chúng như những viên đạn tốc độ cao, hàng rào bảo vệ và nhiều vũ khí khác nhau. Với quả cầu âm dương, có thể vô hiệu hóa tất cả các nhẫn thuật mà nó tiếp xúc. Ngoài kỹ năng chiến đấu ra, Madara cũng cho thấy ông ta vừa rất thông minh, vừa là một nhà chiến lược tài ba và vô cùng xảo quyệt. Ông ta có thể chuẩn bị chu đáo từng chút một cho kế hoạch kéo dài nhiều thập kỷ như nguyệt nhãn, hay biến Obito và Nagato cả trực tiếp lẫn gián tiếp thành những con tốt bằng cách bóp méo lý tưởng, tình cảm và mục đích của họ để phục vụ cho mục đích bản thân. Là một thiên tài trong chiến trận, Madara có thể nhận dạng và phản kháng ngay lập tức bất kỳ loại nhẫn thuật nào. Madara hiếm khi bị tấn công trong lúc không phòng thủ, và nếu trường hợp này xảy ra thì ông ta cũng phản ứng rất nhanh. Thứ hai, Naruto. Uzumaki Naruto đã được cha mình biến thành một Jinchuriki chỉ trong chốc lát sau khi cậu bé được sinh ra. Một nửa dương của Kurama đã bị phong ấn vào Naruto và phải mất nhiều năm sau, cậu mới trở thành Jinchuriki hoàn hảo của nó. Sau đại chiến thế giới ninja lần thứ tư, Naruto có thêm được nửa còn lại của cửu vĩ, khiến cậu thậm chí còn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Naruto cũng có một phần chakra của tất cả các vĩ thú khác, về cơ bản làm cho cậu giống như một Jinchuriki của thập vĩ. Đến cuối cuộc chiến, Naruto đủ sức để tự mình chiến đấu với những nhân vật như Otsutsuki Kaguya. Qua nhiều năm, kỹ năng của Hokage đệ thất đã mạnh hơn khá nhiều trong Boruto. Thứ nhất, Hagoromo. Lục đạo tiên nhân Otsutsuki Hagoromo là một nhân vật lỗi lạc, người khai sinh ra Ninsu, nhẫn giáo, chính là tiền đề cho sự ra đời của nhẫn giả sau này. Ông là con trai cả của công chúa Otsutsuki Kaguya. Ông và người em sinh đôi Hamura là hai người đầu tiên được sinh ra với dòng dõi chakra quyền năng như mẹ mình. Họ đã cùng nhau đánh bại mẫu thân khi bà hóa thành con thập vĩ đáng sợ và phong ấn sức mạnh của nó vào chính ông. Tức, Hagoromo cũng chính là chủ thể của vĩ thú đầu tiên. Mặc dù không có mấy thông tin về toàn bộ sức mạnh mà Hagoromo sở hữu, ông được thiên hạ công nhận là người mạnh nhất trong lịch sử, chỉ kém sau công chúa Kaguya và đã cùng em trai đánh bại và phong ấn thập vĩ. Hamura thừa nhận Hagoromo còn mạnh hơn cả mình. Hagoromo dần được suy tôn như một vị thánh sau khi ông đã trở thành chủ thể vĩ thú đầu tiên trên thế giới. Ông là người đầu tiên tự mình ngộ ra chân lý của chakra. Với hiểu biết uyên thâm và huyết kế giới hạn, ông đã ngộ ra dạng nguyên thủy của nhẫn thuật là Ninshu. Hagoromo thu hút được rất nhiều tín đồ, họ từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến xin được ông thọ giáo. Sức mạnh khủng khiếp của ông thậm chí đã du hành vượt thời gian dưới dạng chakra, cho phép ông dù đã qua đời từ rất lâu vẫn có thể quan sát thế giới và gặp gỡ các thế hệ sau. Các bạn vừa xem xong top 10 Jinchuriki trong Naruto phần 2. Các bạn thích ai nhất thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.